Rồi bây giờ chúng ta sẽ code để xử lý dữ liệu, cho cái bài của chúng ta. Như vậy trong cái phần code này thì chúng ta sẽ quay qua cái phần main ha, main activity. Như vậy thì ở đây cái đoạn code của người ta chưa có gì, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nè. Mình ở bên kia là mình có một cái là edit text liên quan đến username, và một cái edit text liên quan đến password là ở phía bên ngoài sân khấu. Bây giờ phía bên trong hội trường mình sẽ cũng khai báo hai cái biến mà mình sẽ get cái thông tin từ bên ngoài vào. Như vậy cái biến của mình là edit text ha. Khi mà em gõ chữ edit text này nó lên đến đây rồi á, em nhấn tab thì tự động ở trên này nó sẽ import cho mình cái thư viện edit text luôn. Chứ còn nếu như mà mình tự gõ ra chữ edit text thì mình phải gõ thêm cái dòng là import này vô chứ nó không tự sinh. Rồi ok, như vậy là mình đã có được edit text, thì mình ghi là edt edt username đi, us bằng file view by id r.id chấm, hồi nãy mình để là gì, edt username nè. Đây, như vậy cái edt username còn tí nữa không làm, không nhìn đi. Edit username này là ở bên ngoài sân khấu nè, và mình đang liên kết với một bạn bên trong sân khấu. Hai bạn này là giống nhau nha, nhưng một bạn nằm ngoài, một bạn ở trong. Rồi ok, rồi đó. Và tương tự như vậy mình sẽ có một cái bạn thứ hai là edt path, và nhớ cố gắng đặt tên biến là có hoa có thường để mình nhìn mình dễ đọc. Rồi mình cũng là file id r.id chấm edt password. Như vậy mình đã giao tiếp được với hai bạn bên ngoài rồi, còn cái gì nữa nào? Mình sẽ còn một cái nữa là để mình ra cái thông báo chỗ này nè. Thông báo chỗ mình của mình là test view ha, test view mình để là tv test view log. Như vậy ở bên trong mình cũng khai báo một cái biến là nó có dạng là test view. Đây con nhìn phía trên này inbox chưa có test view ha. Như vậy mình sẽ có test test view không, ở trên inbox này chưa có nè, mình nhấn tab cái nha. Đó, thấy ở trên này tự động nó thêm test view cho mình nè. Rồi ở đây mình để là tv log, là để tí nữa là mình sẽ xem thử là có login thành công hay không, mình báo ra cho người ta biết. Như vậy lúc lúc này mình cũng bằng file by r.id chấm tv log. Ok rồi, một cái nữa là bottom ptn login bằng file r.id chấm btn login. Đó, như vậy mình chuẩn bị trước những cái để mà mình liên kết với bên ngoài trước, rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình xử lý nè. Như vậy cái bài này mình sẽ giả lập, nếu mà user mà bằng là admin và pass là 123 thì là đúng, là mình login thành công ha, mình sẽ test như thế. Như vậy thì mình xử lý sự kiện khi nào? Khi btn login chấm set on click ha, khi mà cái nút này nó có cái sự kiện on click thì mình mới xử lý bằng cách new một cái view on click. Đó thì mình sẽ xử lý sự kiện trong này. Như vậy khi mà click chúng thì mình sẽ
lấy cái bát, cái username mà nhập vào, lấy cái bát nhập vào và so sánh hai cái đó với chữ admin và với 123. Như vậy thì để muốn lấy được cái test thì mình đã khai báo là cái edit test user nè, mà muốn lấy nó thì get test. Như vậy chỗ này mình sẽ nếu nếu như edit test của user chấm get test. Get test là lấy cái đoạn test mà người ta gõ vô cái hộp thoại đó, rồi chấm equal với, so sánh với. Giả sử bây giờ mình so sánh với chữ admin trước, còn sau này có thể mình sẽ sử dụng cái chữ này mình lấy từ database lên chẳng hạn. Ví dụ username, password của mình sau khi mà mình re mình tạo đăng nhập đăng ký gì đó, đăng ký thì mình lưu xuống database, thì hôm sau mình đọc lên để mình so sánh. Còn bây giờ mình tạm thời mình test là mình so sánh với chữ admin luôn. Rồi. Nếu như mà cái chỗ mà nhập này nè, cái chỗ nhập này nè, mà mình lấy ra cái giá trị, lấy ra giá trị là getTest, equal là so sánh với, lấy cái giá trị đó so sánh với, được không? À, lấy cái giá trị mà mình lấy ra mà người ta nhập vô cái gì á, mình so sánh với. Nếu mà so sánh với admin mà đúng và password của mình dispatch chấm getTest chấm equal với 123. Nếu mà đúng như vậy, đúng không? Thì mình sẽ set cho cái test view log chấm set test. Ví dụ như log in success ha. Đó. Log in, ok. Tí nữa mình sửa lại. Rồi. L. Nếu mà không đúng như vậy thì cái test view log này của mình chấm set test là log in fail. Ví dụ như vậy. Đó. Rồi, vô lúc đầu mình sẽ test view log chấm set test là rỗng để cho nó không có cái chữ gì hết á. Lúc đầu chạy lên là nó không có chữ gì hết. Ha. Giờ mình sẽ chạy lại. Ok. Này, log in. Ví dụ mình cho vô đây chữ A. Password 123. Log in, log in fail. Ha. Ví dụ vô đây mình gõ vô chữ admin. Đó, mình chọn là log in. Log in fail. Admin. Chạy lại thứ nhất. Một hai ba. Log in fail. Admin. Edit username, edit pass,
Rồi. Mình sẽ đi rồi mình đi bắt lại nha, đi bắt lại ngay cái chỗ mà ok kiểm tra nè, mình đi bắt ngay chỗ kiểm tra. Khi mà click xong rồi thì lúc này mình mới kiểm tra. Username gõ vô chữ admin password 123 chọn login rồi mình nhảy vô đến đây, mình sẽ kiểm tra giá trị của giấy test. Chữ admin mà sao admin admin so sánh với admin. Rồi ok, như vậy thì nó so sánh trực tiếp không kịp, không được. Nếu mà so sánh trực tiếp không được, ok chúng ta sẽ sửa lại. Con thấy nè, cái giá trị mà của cái edit user get test nó cũng ra chữ admin nè, rồi cái so sánh với chữ admin nhưng mà nó lại báo fail phone ha. Như vậy chỗ này do nó chưa ép đúng cái kiểu chuỗi cho nên là mình so sánh trực tiếp như vậy á là nó không ra. Bây giờ mình sẽ làm cách khác, ví dụ mình chọn là string user đi ha. Mình sẽ lấy cái phần này rồi ok thử coi nào, thấy không, nó ép kiểu qua chưa được nè, cho nên lúc mà mình chạy nó lỗi là đúng rồi đó. Như vậy thì chỗ này mình sẽ ép cho nó qua kiểu chuỗi trước đã. Chỗ này nó hơi phức tạp tí nha. Như vậy chỗ này mình sẽ dùng string cái bài mà bữa hôm trước mình làm đó, value of, nhớ cái này không? Mình dùng cái string.value of để mình đổi cái kiểu của cái get test này về kiểu string, để tí nữa mình sẽ echo nó mới 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 đúng. Như vậy chỗ này là thành là us chấm equal với lại admin. Rồi ok, tương tự mình sẽ dùng cái string, mình dùng chung vô cũng được luôn, nhưng mà thầy làm rõ ra cho con dễ thấy thôi. Password bằng string tóm chấp value of của cái này rồi ok. Và chỗ này mình sẽ sử dụng là password đó. Như vậy thì bây giờ nó sẽ password equal với, rồi chạy lại thử coi, run luôn. us.getText
Lê Đức Liên chuẩn bị cô với rồi ok. À, nó bị chậm nhưng không phải là không được, nó để mình giờ mới thấy máy mình nó chậm, nó build lên rồi đó nhưng mà nó chạy chậm chứ không phải là không được. Giờ mới thấy là lập trình Android là phải cung cấp máy xịn mới được.
Đúng rồi, phải báo thức mạch nó vô đi. Mấy cái này xóa đi là chưa đến. Trời đất ơi, sao chậm thế này? Login ok và login fail. Như vậy mình phải chuyển qua dạng chuỗi PW PW oh, PW là nó dính với password PW chấm. Rồi ok. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái string để lấy cái username US đi. Bằng cái edit username ạ. Edit username.getText. Mà chấm getText trực tiếp như vậy thì nó sẽ bị lỗi. Bởi vì cái kiểu getText này nó trả về kiểu khác, cho nên mình phải dùng cái string chấm đúng rồi string chấm value of value đó. Chọn đi. Rồi bây giờ mình mới lại edit, mình mới lấy cái edit username edit username chấm getText chấm viết tết đó. Như vậy mình đã ghép được một cái username, còn còn thiếu bát nữa, phía trên này còn khai báo còn thiếu cái password nữa. Ừ, đúng rồi.